Bạn có biết đâu là yếu tố mấu chốt khiến một quốc gia, một địa phương trở nên thịnh vượng, đáng sống? Không đơn thuần chỉ là tài nguyên, là công nghệ, văn hóa hay điều kiện kinh tế. Hạnh phúc của người dân phụ thuộc rất nhiều vào sự tận tụy và hiệu quả hoạt động của những nhà quản lý trong khu vực công. Giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, tất cả những hoạt động nhằm nâng cao phúc lợi của người dân đều là trách nhiệm của những người đang làm việc ở khu vực công. Bạn sẽ là người hoạch định và thực thi chính sách để giúp xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Những nhà quản lý công đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao mức sống của người dân, đem lại ấm no và hạnh phúc cho người dân. Đó chính là phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, cung cấp có hiệu quả dịch vụ hành chính công. Trong bối cảnh kinh tế xã hội đang có nhiều thay đổi, trong điều kiện Việt Nam hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế toàn cầu, khu vực công cũng cần những thay đổi phù hợp, năng động hơn và hiệu quả hơn. Đó là lúc bạn, nhà quản lý công năng động, có chuyên môn, có kỹ năng và có tinh thần tận tụy, thể hiện khả năng của mình. Không chỉ giới hạn trong khu vực nhà nước, ngành quản lý công mở ra cho bạn cơ hội làm việc ở các công ty tư nhân, doanh nghiệp và đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ, nơi bạn có thể hiện thực hóa giấc mơ, mang lại những giá trị thiết thực cho môi trường, cho xã hội, cho cộng đồng. Là một ngành học được xây dựng dựa trên 3 cột trụ kiến thức: kinh tế, quản trị công và pháp luật. Bạn sẽ được tiếp thu những kiến thức được xây dựng trên cơ sở tích hợp tinh hoa của các trường quản lý công hàng đầu trên thế giới. Với kiến thức kinh tế đại cương, kiến thức chuyên môn quản lý công như quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, marketing trong khu vực công và những kiến thức pháp luật hữu ích, bạn sẽ tự tin và thấu hiểu bản chất của khu vực công để có thể phụng sự người dân một cách tốt nhất. Hơn thế nữa, bạn sẽ được trang bị nhiều kỹ năng quan trọng như tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, năng lực nhận diện vấn đề qua các bài tập tình huống được chọn lọc kỹ càng để bạn có thể nâng cao năng lực phân tích và ra quyết định. Hãy đến với ngành quản lý công của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh để cùng nhau xây dựng một mạng lưới các nhà quản lý công tài giỏi, năng động và giàu nhiệt huyết phụng sự, cùng nhau hợp tác để tạo ra những giá trị vì sự phát triển kinh tế xã hội bền vững cho Việt Nam.